đây đó là các bạn chim nước, con có thìa, con có bóng và nhà sen. Vì vậy chúng ta hãy cho các bạn một tràng pháo tay đi ạ. Trước khi các bạn đưa vào sân khấu, chúng ta hãy quan sát các bạn một lần nữa nhé. Các bạn còn có thìa là các bạn hoàn toàn có lòng màu trắng, nhưng mà có chiếc mỏ giống như cái thìa. Các bạn còn có bóng là các bạn có chiếc cổ màu đen. Và những bạn to lớn còn lại đó là các bạn nhà sen đấy ạ. Và bây giờ các bạn hãy đặt lưng vào sân khấu rồi. Và xin mời các bạn nào. Xin mời các bạn nhé. Dễ thương và hình như là đang lưu lại qua sân khấu để chúng ta ghi lại khoảnh khắc rất là đặc biệt đó với những người bạn thân. Hòa Minh xin chào tạm biệt những người bạn chiến đấu của chúng ta. Hòa Minh và chúng ta với những người bạn chiến đấu, chúng ta sẽ đi đến một vùng miền biển Nam Mỹ để đón bạn Judy của chúng ta sẽ ra một căn thông cụ của người bạn Judy, đó là bạn Việt mà đầu bản sân đó ra là cha. Bạn cha của chúng ta sẽ cùng chị ta xuất hiện nhá, và xin mời bạn cha hãy đứng ở bên cạnh cô nhá. Không biết ở phía sau sân khấu hai bạn ấy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Tôi sẽ hỏi bạn Judy trước đó. Bạn Judy, bạn có chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Judy, are you ready? Đây em đang sẵn sàng rồi đấy ạ. Còn bạn cha ở phía bên phải của tôi như thế nào? Cha, cha. Cô đang đặt màu sẵn sàng mặc dù hơi đẹp một chút xíu, và hai bạn ấy sẽ phô diễn màu sắc ở trên cơ thể, và đó là sau một vòng để chúng ta chiêm ngưỡng nhé. Đó, chúng đi và chắc chúng ta hãy xoay một vòng nào đi, chúng ta vào chúng đi đã xoay một vòng nào, vòng chắc thì sao nào. Đó, chúng ơi, như thế nào vậy? Có vẻ như là bạn ấy xoay lưng về muốn giao lưu với giúp khách ạ, nhưng mà có vẻ như là bạn ấy làm sai yêu cầu của tôi rồi. Chúng ta hãy cho chắc một câu hỏi nhé. Đó, chắc, please turn around again. Xoay một vòng rồi đấy ạ. Sau khi chúng ta thấy bạn Judy xoay một vòng, nó sẽ thấy được hai màu cơ bản ở trên cơ thể của bạn ấy, đó là màu xanh và màu vàng, nên bạn ấy được xem là Việt xanh vàng Macau đấy ạ. Còn đối với bạn chết có ba màu ở trên cơ thể, đó là màu đỏ, màu xanh lục và màu xanh lam, nhưng màu xanh là màu đặc trưng nên bạn ấy có tên là Việt Macau trắng xanh đấy ạ. Và tiếp theo đó là màu thể hiện tài năng của các bạn ấy. Đối với con người chúng ta, khi cầm nắm một vật gì lên, chúng ta chỉ cần dùng tay để mà kéo lên rất là dễ dàng đúng không ạ? Nhưng mà đối với những bạn bè của chúng ta thì chỉ có một đôi bàn chân để mà cầm nắm thức ăn và đứng vững thôi ạ. Thì các bạn ấy sẽ làm gì đây với chiếc đũa đây? Chúng ta hãy xem chân thể hiện tài năng của mình nhé. Bóng chân của bạn ấy đã cố định xa dây và chiếc phở đã kéo chiếc cổ lên nhé. Quá là xuất sắc luôn ạ. Và chúng ta cho chân một chèo tay như nào. Đó là một phần mềm rất là thông minh, nên chúng ta hãy có một cuộc so tài giữa chắc và Judy nhé. Bạn chắc đã thể hiện quá là xuất sắc, không biết là bạn Judy kể với tôi như nào đây. Và Judy, bạn có làm được giống như chắc không Judy? Cũng đã xác định rồi đấy ạ. Vậy chúng ta hãy cho một chiếc gõ để bạn Judy thể hiện tài năng nhé. Và Judy à, chúng ta hãy thể hiện ngay lúc này nhé. Vừa mới gặp đầu xác nhận với tôi, tại sao lại đắt đầu vậy? Có chuyện gì với bạn Judy thấy em sao? Wow, bạn Judy nói là hình như là chắc quá tỏa sáng nên là bạn ấy có vẻ kém tự tin một chút xíu đó. Và bạn ấy nói là sẽ thể hiện tài năng vào ngày mai cho. Nhưng mà bạn Judy rất là đáng tin, tôi sẽ hỏi bạn ấy một lần nữa nha.